Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an Việt Nam có lời khai của bị can đã chết bí ẩn trong vụ vạn thịnh phát. Ngày 11 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, vạn thịnh phát, lời khai của bị can đã chết về kế hoạch lừa đảo trái phiếu. BBC dẫn kết luận điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan cùng bà Nguyễn Phương Hồng bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 và đến ngày 9 tháng 10 năm 2022 thì bà Hồng chết khi đã bị khởi tố bị can. BBC cho biết bà Nguyễn Phương Hồng đã làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 1 năm 2007 trước khi hợp nhất. Tới tháng 3 năm 2015, bà được bổ nhiệm làm phó giám đốc ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn và lên làm giám đốc vào tháng 8 năm 2015. Từ tháng 8 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, bà Hồng được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan, rằng chính bà Hồng đã nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng công ty An Đông và các công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ giúp đỡ ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn khó khăn. BBC cũng dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an xác định bà Nguyễn Phương Hồng là đầu mối trực tiếp làm việc với các bên gồm ngân hàng SCB, công ty chứng khoán Tân Việt và các tổ chức phát hành để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối, đi dòng tiền và sử dụng tiền thu được từ huy động trái phiếu. Theo kết luận điều tra, bà Hồng khai nhận mình là người lựa chọn các công ty mua sơ cấp trái phiếu và lên phương án dòng tiền khống tại ngân hàng SCB để hợp thức nguồn tiền cho các công ty mua sơ cấp trái phiếu của công ty An Đông. Từ đó, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của các công ty được lựa chọn, giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành thành công trái phiếu công ty An Đông, trị giá gần 25.000 tỷ đồng. Sau công ty An Đông, bà Hồng tiếp tục đề xuất cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty là Sunny World, Quang Thuận. Và đây là hình bà Nguyễn Phương Hồng khi bị bắt. Bộ Công an kết luận tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lợi, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ. Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ. BBC cũng cho biết, tại thời điểm đó, các trang như Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Net, Việt Stock, Việt Z đã đưa tin về cái chết của bà Phương Hồng ở tuổi 39. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tin tức này cũng như thông tin về bà Phương Hồng trên trang web của ngân hàng SCB đột nhiên bị gỡ. Báo chí lẫn kết luận điều tra của Bộ Công an đều không đề cập đến nguyên nhân cái chết cũng như việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào có phải trong lúc bị tạm giam hay không. BBC nêu nghi vấn vì công an vẫn có lời khai của bà Hồng trong kết luận điều tra vụ án, cho thấy có thể bà Nguyễn Phương Hồng đã qua đời trong quá trình làm việc với công an. Và đây là hình ông Nguyễn Tiến Thành. Bên cạnh đó, theo BBC, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, bị độc vị, theo cáo phó của gia đình vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, một ngày sau khi bà Lan bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, theo lời khai của bà Lan tại tòa. Còn cáo trạng thì ghi bà Lan bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. BBC tiếp tục dẫn kết quả điều tra của Bộ Công an, cho thấy ông Thành là người tiếp nhận chủ trương, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lên phương án phát hành trái phiếu trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên của chứng khoán Tân Việt phía Nam, thực hiện quy trình tư vấn phát hành trái phiếu cho 4 công ty, gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Citra. Vẫn theo BBC, một bị can nữa qua đời là ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Benisula và công ty VIPD, kim cựu tổng giám đốc công ty Vạn Thịnh Phát. Ông Độc Ngọc qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ nhưng báo chí có đưa tin ông Dương chết tại nhà riêng. Ông Dương là người trực tiếp chỉ đạo điều hành các nhân viên công ty Sunny World Natural Land tìm kiếm thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an Việt Nam có lời khai của bị can đã chết bí ẩn trong vụ vạn thịnh phát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Pháp quyền xã hội chủ nghĩa tắt tử và nhà nước công an trị lên ngồi Ngày 10 tháng 6, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận nhìn lại những xáo trộm trên thượng tầng Ba Đình Việt Nam sẽ đi về đâu. Tác giả cho biết, ngày 6 tháng 6, khi Quốc hội bấm nút chấp thuận tướng Quang vào ghế Bộ trưởng Công an, cũng là lúc Tô Lâm cho C03 ra tuyên bố. Chấm dứt điều tra giai đoạn 2, vụ án hình sự vạn thịnh phát. Vậy là Lê Minh Hưng, tân trưởng ban tổ chức Trung ương, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, có khả năng sẽ thoát nạn. Tác giả bình luận, ngay khi người của Tô Lâm ấm ghế ở Trung ương để hy vọng vào Bộ Chính trị nay mai, thì lập tức Lê Minh Hưng gần như khỏi lo bị điều tra ngược. Theo tác giả, Lương Tâm Quang và Nguyễn Duy Ngọc đã không gom đủ phiếu tại Hội nghị Trung ương chính. Tô Đại Tướng đành quyền biến, đôi một bước, tiến hai bước, khá ngoạn mục. Ngày 3 tháng 6, Nguyễn Duy Ngọc nhận ghế chánh văn phòng Trung ương đảng. Ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tâm Quang vào ghế Bộ trưởng Công an. Và đây là hình bài trên blog Hoàng trường VOA. Tác giả nhận xét, cuộc ngã giá của tân chủ tịch nước đã buộc Trung ương và Bộ Chính trị phải chấp thuận cho các thủ tục của ông gác cửa ở Trung ương đảng và thay ông trong coi Bộ Công an. Đối với tân chủ tịch nước, đây là thành công bước đầu ngoạn mục. Mặc dầu để cài tiếp hai đệ tử của mình leo tiếp trên các nấc thang quyền lực vẫn còn là một tương lai bất định. Bởi việc bố trí cho hai đệ tử này, ngay từ đầu là các điều kiện tiên quyết để Tô Lâm chấp nhận rời Bộ Công an sang ngồi vào ghế chủ tịch nước tác giả dẫn đánh giá của giới bình luận quốc tế cho rằng đây thực chất là một cuộc chính biến hoàn hảo. Tô Đại Tướng đã hành động tréo ngoe so với hiến pháp cũng như đạn chế xưa này. Nhưng với tả phù hữu bậc, với thế chẻ tre trên bàn cờ chính trị Ba Đình, Tô Lâm đã xây thành đắp lũy thành công. Tác giả tiếp tục dẫn câu hỏi mà giới quan sát chính trị Hà Nội đặt ra rằng nếu một khi có cái chết trên chấm phạt đền, Tô Lâm có đủ quyền bính để gặp chủ tịch nước với tổng bí thư là một hay không. Tác giả dẫn bài viết của nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt, mô tả về cái chết của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Huy Đức có ý đổ trách nhiệm cho tổng trọng trong việc lấn ác bộ máy quản trị bên chính phủ chỉ tập trung gia cố hệ thống các bang bên đảng. Và đây là hình Tô Lâm, người đang làm chủ cuộc chơi quyền lực chống cung đình. Thật ra, cuộc tranh giành lúc ngắm ngầm, lúc công khai giữa cung vua, tổng bí thư và phủ chúa, thủ tướng ở Ba Đình có lẽ là một trong những chương đen tối của lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả cho biết thêm, trong một nghiên cứu được trao giải quốc tế từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, IC của Singapore, các học giả về Việt Nam đã tuyên đoán về sự tắc tử của hệ thống phát quyền xã hội chủ nghĩa và sự lên ngôi của chế độ độc tài công an trị. Theo đó, có một số kịch bản phát triển khả dĩ cho Hà Nội như sau. Thứ nhất, đảng tiếp tục theo con đường hiện tại, từ chối thực hiện các cải cách chính trị và quản trị triệt để hơn, tránh xa thực hành đa nguyên chính trị. Trong trường hợp này, tham nhũng có thể sẽ trở nên lan tràn và gây tổn hại nghiêm trọng hơn, các phe phái cùng các nhóm lợi ích sẽ gây thêm nhiều tổn hại hơn nữa. Một sự phát triển như vậy sẽ dẫn đến sự mất hoàn toàn tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. Thứ hai, đảng bám giữ chế độ đảng trị duy nhất bằng mọi giá và chỉ thực hiện các cải cách phi chính trị. Trong tình huống ấy, thời gian trước khi mất tính hợp pháp có thể kéo dài và Việt Nam sẽ trở thành một loại hình nhà nước cảnh sát toàn trị. Thứ ba, Việt Nam tiến tới đa nguyên chính trị mà không có bất kỳ cải cách toàn diện nào. Trong trường hợp ấy, sự phát triển của Việt Nam sẽ càng khó dự đoán hơn và sẽ gặp nhiều hỗn loạn và bất định phía trước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Pháp quyền xã hội chủ nghĩa tắc tử và nhà nước công an trị lên ngôi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.